Go live. Đó không chỉ là niềm vui, không đơn giản là trái banh hay những bước chạy, mà đó còn là nơi tôi gặp được những người gọi nhau bằng hai tiếng anh em, là nơi mà ta được sống hết mình với thứ gọi là đam mê. Tan trường chân bắt đầu chạy thì nụ cười bắt đầu tươi, bứt tốc vượt qua thằng nhóc đang gài người. Đơn độc ta bỏ lại sau lưng những tiếng chửi: chị ơi nạp em 20 đi. Đã là đam mê thì có chạy 2-3 tiếng, kể cả lúc thu đậm cũng chưa từng muốn đi về lẹ. Muốn chạy thật xa thì phải có thật nhiều thể lực, muốn chạy thật nhanh thì nhất thiết phải đè e. Muốn được vài đường thì nghĩ mình đây cũng ghê phết, gặp đứa nào non thì cứ thế mà ta DS. Control lên trái xuống phải lên shift lên xuống, kết thúc ta ZD cho bướng. Đời cho ta biết, chưa tính rủi ro thì đừng mơ tới việc giàu lẹ. Bài toán đầu tư chưa bao giờ là một việc dễ. Đừng nghĩ bán được gấp rưỡi giá là may ngon, vì tiền hoa hồng chưa bao giờ là rẻ. Mà Nam ơi, Hả? có thích chơi đá banh không mày? Có chứ, tao cũng có một kỷ niệm với chơi bóng, nhưng mà chỉ khác là chơi bóng của tao không giống với chơi bóng của mày. Thôi, để tao kể cho mày nghe nè, nghe cho kỹ nha. Ra sân của ta xỏ đôi giày nó đã chân cài, bị bong gân người ta trong sân thì bận quần, bị cơn đau ở ngay chân nó khiến cho thời gian nó trôi qua thật dài. Cái từ đầu cuộc sống của tao nó vốn đã bi hài, mà tao cũng muốn đi thi hài, tao còn có tương lai mình cần phải đứng lên để vươn vai lao thẳng sang một chương hai. Khi mà chẳng có gì trong đầu cả, cố gắng với tao bứt tốc như thầu mà. Tôi có chiến thắng là không cao, tao cứ try đi, mặc cho đôi chân là chịu phải mang theo đinh. Với mẫu lý tưởng tao đã đặt từ đầu, giúp tao không gục ngã thành số 7 thần sầu. Tao trở thành Van Helsing.